tôi là Thái, Dương Văn Thái. Có người nói cái tên của tôi không đẹp, nhưng tôi lại rất thích cái tên ấy, vì đó là cái tên bố tôi đã đặt cho tôi, chứ không phải hàng xóm đặt cho tôi. Tôi là một công dân gương mẫu và cũng đẹp trai nữa, cho nên ai cũng quý tôi. Ước mơ lớn lao nhất của tôi là trở thành một tài xế taxi. Còn hiện tại, tôi đang là một shipper. Cái đồ vô văn hóa, thiếu giáo dục, khó đào tạo mà khó đào tạo cũng không bao giờ có văn hóa cả. Chỉ hết khói vào mặt người ta rồi. Đi xe thì chịu khó tay giàu đi nhá. Làm công dân gương mẫu đấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Quay phim mà cũng quay nhầm nhân vật. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 6 giờ là tôi lại giao hoa quả thối cho mấy bà ở chợ đầu mối. Ai ở mày là hoa quả thối? Thối thì bảo thối thôi. Bà Tám ơi, tao mà xem nhân viên của bà đây này. Sao? Thằng Thái đó làm sao? Còn đây là bà Tám, sếp của tôi đấy. Tôi ký hợp đồng độc quyền với bà ấy trong vòng 5 năm, cho nên phải chịu sự quản lý của bà. Cứ nói bao lao liệu hồn bà phán cho vỡ mộng. Tốt nhất nên im mồm đi, nói ra làm chi. Bà dặn mày rồi không nên nói xấu khách hàng mà. Còn như thế nữa tao sẽ trừ luôn. 6 tháng có kiếm được đồng nào đâu mà cứ trừ. Cuối tháng này không trả lương, tôi sẽ đình công. Về nhà còn hàng giao cho khách gấp khách gọi rồi. Mày cay, nó cho ăn đòn đây. Đi về. Ê, hàng to thế, hàng bà to thế. Bà đừng có đứng đây giúp con chuyện lên xe nữa đi. Thằng này lao, mày lại say tao. Bà lười quá. Xong xuôi rồi. Con đi đây. Bye bye bà. No, see you again. Nếu thấy có đứa nào mà mặt như trong tấm hình, nhớ báo cho anh rồi anh sẽ cho tiền tiêu. Bạn mà tìm hàng đến ra quán hát ở đầu làng, toàn em xinh xắn với chân dài thôi. Hãy nhớ cây đứa này là phạm nhân truy nã rồi. Nếu thấy ông không được quyền báo cho bọn tôi. Nhìn mặt đẹp vậy mà cô ấy lỡ mắc tội gì, vừa giết 22 người đấy. Nhìn sinh thế vào tù thì hơi phí, mà gặp nếu chẳng biết có khi mình yêu nhau cũng nên. Nhìn sinh thế mà tội to quá, việc làm thất đức quá, tiếc thay đời gái xinh ơi. Gái xinh, à mà tên gì? Mãi không thấy xuống nhận hàng nhờ, cái nhà này buồn cười thật. Bảo chú mày xuống mà nhận đi. To mà mãi không chịu nhận. Trời mỏi mòn. May mà có cái cô này tâm sự cho đỡ buồn. Mặt xinh thế này chắc tên cũng đẹp hả? Không biết tên gì. Nhưng mà rất tiếc là xinh mà tâm hồn quỷ dữ. Mà mấy ông kem có cái cô gái xinh như thế này mà cũng không bắt được. Riêng phải tay mình á, mình sẽ dùng võ công khống chế bắt tay rồi giao nộp cho công an. Mình sẽ lập công, báo sẽ viết về mình là anh hùng bắt mỹ nhân. Mình sẽ nổi tiếng Facebook, YouTube. Em ơi, sao em không xuất hiện ở đây để cho anh lập công? Tự nhiên không tao giết. Ai đi? Tao là người mày vừa ước đấy. Em ước người
chứ không có con dao ạ. Thằng chó nào vừa đá vào cái thùng là mù tai tao hả? Em không biết chị ở trong đấy, chị chui vào đấy làm gì em không biết. Này, chị đừng có manh động nhá. Chú em làm công an đấy, chị đừng có đùa. Công an gì? Công an xã đấy. Điện thoại đây. Điện thoại ạ. Nhanh. Điện thoại để làm gì ạ? Không để mày báo công an à? Nhanh. Không biết đâu. Em cất cái chứng minh thư. Đưa nó đây. Cái này chứng minh thư. Công dân gương mẫu mất chứng minh thư còn gì là công dân gương mẫu ạ? Lấy xe đưa tao đi. Đi đâu ạ? Cứ đi để biết. Tại sao họ lại đuổi theo chúng ta? Vì họ muốn bắt tôi đấy. Họ muốn bắt cô, chứ không muốn bắt tôi đâu mà lại đuổi theo tôi. Nhưng tôi ngồi trên xe anh mà. Chết rồi. Dân gương mẫu phải quay lại để lấy chứng minh thư chứ. Cô ơi, cô làm sao cô ơi? Tỉnh dậy đi cô ơi, chết rồi, làm sao đây? Cô ơi, tỉnh dậy đi cô ơi, chết rồi, có ai cứu không? Cộng con gái tưởng không nặng, ai ngờ nặng không tưởng. Cũng may là nó em. Cô đừng chết cô ơi. Cô ơi, cô tỉnh dậy đi cô ơi. Tỉnh dậy đi cô ơi, quay cắp cô ơi. Làm sao bây giờ? Cô mà chết là người ta sẽ nghi tôi giết cô ạ. Mà cô là tội phạm giết người. Tôi mà giết cô là tôi sẽ mang cái tội là giết người đã giết người đấy. Dậy đi cô ơi. Làm sao? Hô hấp nhân tạo. Không được. Mình không thể trao nụ hôn đầu đời một cách dễ dàng như thế được. Mà bây giờ thấy chết mà không cứu thì làm sao có thể làm công dân gương mẫu được chứ. Cũng được, bây giờ mà cứu thì sẽ mang cái tiếng là thất tiết. Làm sao mà sống trên đời được. Bây giờ mà không cứu thì báo đài lên án, xã hội lên án, mọi người lên án. Cũng không thể nào sống được. Bây giờ làm sao mà sống đây, đằng nào cũng chết thay ơi. Làm sao đấy. Chấp nhận thôi. La 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 la. Mà đánh vào đầu người ta là tôi muốn cứu cô thôi mà. Làm gì cứu tôi mà lại như thế? Tại sao anh lại cười đồ thế kia? Cởi ra làm cái ạ gối cho cô mà, vì cô bị đau nó sưng ở đầu. Cũng đã phải
như tôi trách nhầm anh đi. Thôi đi ngủ. Sáng mai tôi thả anh về. Ngủ ngon. Nằm cạnh người mới giết 22 người xong, làm sao mà ngủ ngon được? Tôi không phải tội phạm giết người. Bọn xã hội đen nó muốn bắt tôi thôi. Yên tâm đi. Cho tôi xuống đây đi. Cảm ơn anh nhé. À, cô ơi. Nếu bây giờ không có tôi đi bảo vệ, cô đi một mình an toàn được không? Giờ tôi phải đến cứu em tôi về. Anh đi về nhé, nguy hiểm nhiều lắm. Vậy tôi về nhé, chúc cô an toàn. Hẹn cô khi khác chơi. À cô gì ơi, còn chứng minh thư mượn mấy hôm xong cũng nên trả lại. Mà quên, trả cho anh này, để anh còn làm công dân gương mẫu. Xin cô gì này, cô tên là Lan. Cô đi cẩn thận nha. Cảm ơn anh. À cô Lan ơi. Sao cô đi đánh nhau với chúng nó mà có bị đau ấy, thì nhớ gọi cho tôi nhé, để tôi hô hấp. Hả? À, để tôi chết rồi. Tôi cũng không mong cô bị đau đâu. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi đây. À cô Lan ơi. Gì nữa anh? Cô đi đi kiểu muộn. Chưa chết thì vào trong nghỉ ngơi đi. Đâm lại được không? Tôi sợ nó đau thôi, chứ không tôi đã đâm trúng nó rồi. Anh đến đây làm gì? Tôi đến đây để bắt đền cô đấy. Bà Tám đuổi việc tôi rồi, nghỉ 2 hôm đấy. Cô mau đi kiếm em gái mình đi. Cô đây làm gì? Còn anh ở đây tôi không đi được. Anh đi về đi. Về cái gì? Rất tiếc, mày sẽ không cứu được em gái mày nữa đâu. Khoảng 10 phút nữa thôi là sẽ đón em gái mày đi Trung Quốc rồi. Đấy,
cô đi cứu nó đi, nhanh lên, để tôi giữ thằng này lại. Người cô mau đi đi, mau cứu em gái cô đi. Còn anh thì sao? Sinh mạng em gái cô đang nằm trong tay cô đây. Không, tôi không thể nào đi được. Mặc kệ tôi, không còn thời gian nữa đâu. Đi đi. Không ngờ mày đã đến được cả đây cả. Mày đã làm gì em gái tao? Tao chỉ tiêm cho nó một liều thuốc thôi. Ai ngờ tao bảo gì nó cũng nghe. Kể cả ấy, nó giết cả mày đấy. Anh ơi, em làm cái gì thế? Chị đây mà. Chó, em đã bị làm sao thế này? Không sao đâu, tao có thuốc ở đây này. Nhưng quan trọng ấy, mày có lấy được nó hay không? May mắn nhất của cuộc đời tôi, tôi đã gặp người con gái đẹp nhất, được hôn người con gái đẹp nhất. Vậy tôi là người con trai may mắn nhất rồi. Tôi hạnh phúc, tôi là người công dân gương mẫu. Anh là người công dân gương mẫu nhất mà tôi từng biết. Tôi mệt. Anh ơi, tôi xin anh ạ. Anh đã làm sai gì? Sao em cứ trách rồi hờn và nói ta không hồn? Vì sao người buông vội vàng đôi tay?
trọn đời nay cũng đổi thay. Em biết không, khoảng thời gian vừa qua anh chỉ vay mượn một đoạn đường kế bên. Cả quãng đời của em về sau anh sẽ mãi là người nào. Thế anh không bị làm sao à? Thì không. Bị điên à? Thế mà cũng đùa được. Mồm anh máu, máu đây là của thằng kia. Thì cắn nó chết rồi. Thế là cô cũng thương tôi rồi, tôi vui rồi. Có thể chết rồi, tôi phải đi rồi. Lại gặp tôi ở đây đúng không? Thật ra là tôi đến để gặp cô ạ. Gặp tôi á? À, bởi vì cô không nhớ là tôi còn một lời hứa với cô ạ. Lời hứa gì nhở? Lời hứa là vậy tôi về nhé, chúc cô an toàn. Khác chúng mình đi chơi đã. Sẽ đưa con Lan đi khắp thế giới này luôn được không? Nhưng mà chúng ta đi bằng cái gì? Chúng ta sẽ đi bằng anh có đi được không? Hãy trả tiền em đi qua khác mốt. Mình đi bằng xe ôm á? Leo nhèo 20.000 chạy nhanh người ta còn đi muộn ra rồi. Khổ quá, của ông đây 20.000 rồi đi xe ôm. Leo nhèo. Đây là cái ông xe ôm chở tôi đến đây thôi, chứ còn mình đi bằng phương tiện khác. Mời nàng lên xe để đi một vòng xứ Nghệ. Em hãy cứ yên tâm cùng anh, ta nắm tay vì vù mọi miền. Dù là mưa hay giông bão, hai trái tim vẫn luôn có nhau. Lúc em buồn thì hãy tìm đến bên anh, ta sẽ đi thật xa. Đời ta giống như đôi bồ câu kia, chân thành cảm ơn Tự Lái Uy Tâm 196 Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh, Nghệ An đã cùng đồng hành với Thái Dương trong bộ phim này. Giờ mời nàng lên xe để đi một vòng xứ Nghệ. Em hãy cứ yên tâm cùng anh, ta nắm tay vì vù mọi miệng.